hôm qua trung tâm quản lý và khai thác nhà đà nẵng phối hợp với lực lượng chức năng các quận cưỡng chế và thu hồi nhiều căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước nhưng bị các cá nhân chiếm giữ trái phép sử dụng không đúng đối tượng địa bàn đầu tiên thực hiện cưỡng chế thu hồi đối với các trường hợp vi phạm là quận Sơn Trà, đây là những trường hợp sử dụng không đúng đối tượng, sang nhượng trái phép, không chấp hành quyết định thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước sau khi Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng đã thông báo vận động thuyết phục. Đối với các hộ đã nhận được thông báo cưỡng chế, thu hồi nhưng không có mặt ở căn hộ trong thời gian dài, lực lượng buộc phải phá khóa để thực hiện nhiệm vụ trước sự chứng kiến của tổ dân phố, ban quản lý chung cư và các hộ dân xung quanh. Trong đợt này, toàn quận cưỡng chế và thu hồi 22 căn hộ. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành cưỡng chế trên địa bàn Sơn Trà, hàng chục căn hộ vi phạm tại các quận khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng sẽ bị cưỡng chế và thu hồi.